bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng bước qua bài tập học gan số 29 ha. Thì trong bài này mình sẽ cùng nhau tập bài bài ca cao nguyên. Các bạn giải sách lên vũ trang 36 ha. Rồi, trong bài này thì chúng ta tiếp tục học điệu quan, điệu 3/4 ha, điệu van đó các bạn. Rồi, tempo thì mình chỉnh cho mình 120. Tiếng thì sẽ tiếng painless ha, tiếng sáo ha. Rồi mình chỉnh tiếng gì cũng được tùy mình nha. Rồi ok. Trong bài này thì các bạn để ý giúp mình ha. Có cái ô này có fill ha. Chúng ta đếm re, hai, fill luôn, đồ, mi nha. Từ lúc fill mình sẽ hướng dẫn các bạn. Rồi trong bài này thì có nốt la ở trên cao. Ngoài 5 nốt đồ re mi fa son đó các bạn ha. Rồi và có hai cái dấu lặng này. Thì bây giờ mình sẽ đánh đúng dấu lặng luôn là khi chúng ta đánh son 2, đếm 2 này thì chúng ta buông nhấc tay lên luôn, không có giữ. Nhớ mà dấu trắng á, thì chúng ta đếm 2 thì các bạn giữ ngón tay cho nó ngân luôn. Còn dấu lặng tức là im lặng ở cái phát đó. Nếu các bạn đánh son 2, các bạn đếm 2 nhấc cái tay lên, hở cái tay lên, không giữ ngân ha các bạn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc trước đó, các bạn nha. Đồ mi 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 son 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 la hai la son hai. Đồ mi 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 son 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 fa mi re hai. Đồ mi 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 son 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 la hai la son hai. Đồ mi 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 son re son fa mi re. Đồ hai ba hết. Rồi các bạn chịu khó đọc cho thật đều nha các bạn. Nhớ đập chân thật đều. Đọc được rồi các bạn tập tay phải vô nha. Rồi giờ chúng ta sẽ cùng nhau tập tay phải vô nha các bạn nha. Nhớ ngón tay mình sẽ đánh qua một lần, rồi những chỗ nào lưu ý thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho đó cho các bạn nha. Đồ mi 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 son 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 la la son hai. Đồ mi 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 son 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 fa mi re hai. Đồ mi 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 son 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 la la son hai. Đồ mi 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 son re son fa mi re. Đồ hai ba hết. Rồi ok, các bạn chỉ chú ý giúp mình là đồ mi 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 son 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 nè ha. Sau đó số 4 luôn là la la son hai, hở tay lên. Đồ mi, rút cái tay lại, mi ngón số 3 ha, các bạn nè. Đồ mi 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 son 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 la la son nghỉ. Đồ mi 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 son 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 fa mi re hai. Đồ mi 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 son 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 la la son nghỉ. Đồ mi 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 son re son fa mi re. Đồ hai ba hết. Bài này cũng dễ các bạn ha. Các bạn chú ý cái chỗ mình có dấu nghỉ thì thay vì mình đếm hai thì mình đếm nghỉ, đếm nhấc cái tay lên cũng được ha. Đồ mi 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 son 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 la la son nghỉ. Đồ mi, các bạn hiểu không ạ? Rồi ok, khi các bạn đã tập kỹ được tay phải rồi, đúng nhịp rồi thì các bạn có thể bật trống lên, tập với trống một lần ha. Tempo 120 nó hơi nhanh chút. 1, 2, 3, 1, 2, 3, vô nha. Đồ mi 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 son 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 la la son nghỉ. Đồ mi 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 son 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 fa mi re hai. Đồ mi 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 son 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 la la son nghỉ. Đồ mi mi son re son fa mi re. Đồ hai ba hết. Ok các bạn, rồi mình sẽ cùng ráp hai tay nha. Đồ mi 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 son 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 la hai la son nghỉ. Đồ mi 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 son 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 fa mi re hai. Đồ mi 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 son 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 la hai la son nghỉ. Mi 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 son re son fa mi re. Đồ hai ba hết. Rồi tập feel vô ha các bạn ha. Bài này cũng dễ thôi ha.
À, rồi tập feel nha, nhớ đếm re hai là re feel là đánh tiếp nha. Do mi 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 son 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 la la son đấy. Lần nữa nha các bạn nha. Vậy là mình đã cùng các bạn tập trong xong bài này ha. Xin chúc các bạn tập thật tốt nha. Xin chào các bạn.